một con khủng long thế. Ơi, đây cảnh đẹp thế nhở. Người đang ăn quả dưa hấu vào cửa biển này bây giờ. À kia rồi, kia đẹp quá. Ây da, trước khi ăn mình phải khởi động chân tay một tí đã. Ui, có tiếng gì ấy nhở? Quả bưởi và quả dưa hấu của mình nữa. Bây giờ mà mình không đi lấy thì nó sẽ ăn mất của mình. Thôi đi lấy. À, dừng lại, sao mày lại ăn dưa hấu của tao? Sao mày lại ăn quả tao? Tao không thể nào tha thứ được. Mày giúp tao đánh con khủng long kia với. Mày không giúp tao thì con khủng long ăn thịt của tao mất đấy. What? Cái gì? Mày sợ nó à? Thế tóm lại mày có giúp tao không? Chắc là mày không giúp được tao rồi. Thôi tao chạy đây. Nhìn thấy mình không nhở? À, tao nhớ ra rồi. Tao có một người bạn tên là Godzilla. Đảm bảo nó mà ra đây á, mày chạy mất dép. Alo, Godzilla, mày đang làm gì đây? Hả, mày đang đi chơi á? À, tao đang bị một con khủng long rất là to, nó đang định ăn thịt của tao, mày đến đây giúp tao với. Nhưng mà nó to lắm, mày có sợ nó không? Không sợ à? Ok, đến luôn nhá.
gì vậy? Thôi mày nhảy một mình nhá, tao phải đi về đây. Từ lần sau chắc là tao không dám mang dưa hấu và bưởi ra đây ăn nữa đâu. Mà lần sau mà con khủng long này có dọa tao ấy thì tao lại gọi mày sang giúp tao nhá. Thôi tao về đây, bye bye. Bye bye. May mà mình có thằng bạn Godzilla giúp mình, không thì chắc giờ này mình đang ở trong cái bụng của con khủng long đấy rồi. Wow, cái gì kia? Sao mà nhiều con khủng long thế? Mày làm gì đấy? Thả ta ra, thả ta ra. Sao mày lại đốt ta vào bụng của mày thế này? Thả ra, con khủng long điên rồi kia. Tao đếm từ 1 đến 3, mày mà không thả ta ra thì mày đừng có chết tao nhá. 1, 2, 3. Mày không thả tao ra đúng không? Để tao, từ từ, để tao gọi cho bạn của tao ra đây. Alo, Godzilla à? Mày ra đây cứu tao ơi. Nãy tao vừa chưa về đến nhà thì đã bị một đàn khủng long nuốt tao vào bụng đục của nó rồi. Mày ra luôn nhé. Ra luôn nhé, tao sợ lắm ấy. Mày, bây giờ mày chết với tao. Cho chúng mày ăn quả dưa hấu này này. Này Godzilla, chia cho bạn nữa nhá.